Linh Hải Dương và Lương Thị Nụ, Chủ tịch Quyên Linh Hải Dương, Chủ tịch Anh Đào Plaza, Chủ tịch Mazda Hải Dương. Một người phụ nữ rất tuyệt vời đến từ Hải Dương, một người cống hiến hết mình cho sự phát triển của, vì sự phát triển của phụ nữ. Xin mời chị sẽ lên sân khấu. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Quyên Linh Hải Dương, Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông và Tư vấn Xây dựng Thương hiệu HD, trưởng nhóm thời trang và sự kiện. Bà Trần Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Giám đốc Công ty Ô tô Hải Dương, phụ trách ngành giáo dục. Bà Đinh Thị Hương, Phó Chủ tịch phụ trách Hội viên Giám đốc Công ty Tận Hương Phương, phụ trách ngành tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Hương, phụ trách phong trào, phụ trách ngành bất động sản, Giám đốc Công ty Xăng dầu Tân Hải. Xin chào tất cả các quý vị trong khán phòng tối hôm nay. Tôi thì không dám nói trước đám đông, tôi chỉ thấy là tôi thì cũng theo Thu Hương, và tôi thấy là có một cái sân chơi tạo cho chị em trong doanh nghiệp. Tôi thấy là cảm thấy vào đây thì thấy mình đẹp hơn và trẻ hơn, và là cũng là thấy hạnh phúc hơn ạ. Cảm ơn tất cả các quý vị. Rất tuyệt vời, và xin mời chị Hương sẽ trao kỷ niệm chương cho chị. Tuyệt vời, cảm ơn chị rất nhiều ạ. Chúng ta hãy cùng một tấm hình ạ. Xin cảm ơn chị và hy vọng rằng là chị sẽ tiếp tục duy trì ngọn lửa để phát triển cho Quyên Linh Hải Dương. Cảm ơn chị.